đây là một cái dị ứng kết quả của test dị ứng đối với bệnh nhân viêm mũi dị ứng cũng như bệnh nhân hen phế quản. Thì đây là test dưới dị nguyên hô hấp đó, và bao giờ cũng cần tìm để tránh yếu tố kích thích dị ứng, đó là cái phớt cho trong cái quá trình điều trị bệnh nhân dị ứng viêm mũi dị ứng cũng như là hen phế quản. Dán cô dán luôn á. Cô dán luôn rồi đó, xong là cô sẽ dính cái này lên cái sổ của con để lưu lại kết quả nhá. Ok.